Nhưng mà con vẫn còn cho anh hai đứa chứ bộ. Trời đất ơi, nói vậy mà con nói được hả? Sao con không giống anh hai con một chút xíu nào hết trơn vậy? Trời ơi, hôm bữa tụi nó mới với con để đòi nợ đó, hài lòng chưa? Nè, ba nuôi mày lớn tới cỡ này mà mày so đo với ba với mày vậy hả? Lẽ ra mày phải để cho thằng Đạt nó đi làm kiếm tiền, chứ cho nó đi học chi cho tốn kém. Ba nói vậy mà nghe được á hả? Thằng Đạt nó phải được ăn học đàng hoàng, ba đã không lo được cho nó rồi thì để con lo cho nó. Bây giờ ba mượn nợ gì ba tự tìm cách ba trả đi, con không có lo cho ba nữa. Tôi có bằng chứng hai người là cha con với nhau rồi đó. Cái gì? Trần Á Quân! Chào anh Khải. Dạ. Kỷ luật nghỉ việc lần trước của trợ lý chị Như là 3 ngày đó. Hy vọng là lần này anh sẽ trụ lâu hơn nha. Anh ngồi ở đây. Cảm ơn anh. Cũng ngồi đây hả? Ngồi kế bên á. Ngồi đi, ngồi đi.